Với nhu cầu tìm kiếm máy tính bảng để phục vụ cho năm học mới, nhóm ba bạn sinh viên này đã bị thu hút bởi bộ đôi máy tính bảng Lenovo giá rẻ, bộ đôi Lenovo A1000 và A3000 có giá bán lần lượt là 3,49 triệu và 5,49 triệu, có vẻ như là sự lựa chọn không tồi đối với những người dùng không dư giả tiền bạc như học sinh, sinh viên. Nhìn qua ngoại hình hai chiếc máy này, ngoài những đường nét thuôn tròn bốn góc, màn hình 7 inch nhỏ gọn, thì A1000 và A3000 chưa có sự đột phá ấn tượng so với nhiều dòng máy tính bảng khác trên thị trường. A3000 sử dụng vi lõi tứ 1,2 GHz, RAM 1GB cho tốc độ sử dụng khá ổn định, hệ điều hành cũ Android 4.1 Jelly Bean, hỗ trợ các tính năng và ứng dụng cơ bản như chụp ảnh, lướt web, xem video, hỗ trợ 3G, gọi điện với 2 SIM. Còn A1000 chỉ sử dụng vi xử lý lõi kép, có kết nối 3G và hỗ trợ 1 SIM. Tuy nhiên, bộ đôi giá rẻ này vẫn chưa hoàn toàn ghi điểm với người dùng. Với những bạn sinh viên có yêu cầu cao về tính năng giải trí, thì camera chụp ảnh của hai chiếc máy tính bảng này quả là chưa thể đáp ứng được. Chiếc máy A3000 này tích hợp camera sau 5.0 megapixel. Chưa đề cập đến độ nét của hình ảnh thì màu sắc nhợt nhạt và ánh sáng kém như thế này cũng đã khó có thể khiến người dùng hài lòng. Nếu như A3000 có đầy đủ cả hai camera trước và sau, thì chiếc A1000 này lại không được tích hợp camera sau. Người dùng chỉ có thể sử dụng camera trước 0.3 megapixel mà thôi. Việc A3000 hỗ trợ 2 SIM cũng được đa số người dùng đánh giá là không cần thiết bởi nhu cầu dùng máy tính bảng khác với điện thoại rất nhiều. Mặc dù có mức giá hợp lý cho học sinh sinh viên, thế nhưng trong thị trường máy tính bảng với rất nhiều sự lựa chọn như hiện nay thì bộ đôi A1000 và A3000 này có lẽ sẽ còn phải nâng cấp khá nhiều bởi phải vừa rẻ, vừa ngon mới thành món ăn ưa thích của người dùng.